Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi buổi hội luận cà phê đá hàng tuần của chúng tôi vào sáng thứ hai. Trước hết, hôm nay chúng tôi thành thật xin lỗi với quý vị và các bạn đã trễ hơn 20 phút. Sợ dĩ đó là cha anh Tôn Lê Ngọc Thanh phải làm nghi thức tiếp nhận thi hài của ông Tô Hải về quàng tại dòng chú Cô Thế Sài Gòn để chuẩn bị cử hành tang lễ cho ông vào chiều nay. Liên quan đến ông Tô Hải cũng là một nhân vật khá đặc biệt. Ông vừa mới qua đời. Trong tuần vừa qua thì cũng có đúng ra là hai nhân vật khá là đặc biệt, đó là ông Tô Hải và ông Bùi Tín. Trên mạng Facebook thì đã truyền đi nhiều thông tin về hai ông này. Hôm nay chúng ta, trước hết thì chúng ta sẽ nghe cha Anton Lê Ngọc Thanh nói cho chúng ta rõ hơn về hai nhân vật đặc biệt này trong lịch sử của Việt Nam chúng ta. Mời cha. Thưa cha Vũ, thưa anh chị em, thật ra thì con là người sinh sâu đẻ muộn, chỉ hơn cha chút thôi chứ cũng không có sống quá lâu nên cũng không có nhiều cái kinh nghiệm về lịch sử đất nước. Nhưng mà có cái may mắn là có những cơ hội đã được tiếp cận với hai cụ ở hai cái chiều kích khác nhau. Đầu tiên thì là cụ Bùi Tín. Thì con bắt đầu biết cụ đó vào khoảng năm 88, 89. Đó là khi cái tờ báo Nhân Dân thứ bảy ra đời. Và sau đó nó đổ thành Nhân Dân Chủ Nhật. Tức là một cái tờ báo mà do cụ Bùi Tín sáng lập ra. Với tư cách là phó tổng biên tập báo Nhân Dân thì lập ra một cái phụ trang đó. Và lúc đó là so sánh giữa cái tờ báo Nhân Dân với cái tờ báo Nhân Dân thứ bảy đó, thì nó là một cái làn gió mới vào cái nền báo chí Việt Nam. Nó khiến cho người đọc có những cái thông tin mới và có những cách đưa tin và cách tiếp cận vấn đề rất là mới, rất là năng động, không thua gì báo Tuổi Trẻ cái lúc đó. Chúng ta biết là lúc đó là báo Tuổi Trẻ là một trong những số báo mà có ấn bản phát hành đến trên dưới 400.000 bản, tức là lớn nhất nước. Và báo Nhân Dân khi mà Nhân Dân thứ bảy ra như vậy đó, thì lúc đó cụ Bùi Tín trong cái vai trò phó tổng tập báo Nhân Dân kim chủ bút của cái báo Nhân Dân thứ bảy đó, thì cụ ký tên là cái tên là Thành Tín. Thành Tín. Rồi đang đọc, cứ hàng tuần đọc những cái tờ báo của cụ cuối tuần như vậy đó, thấy rất là thích. Đùng đến sang năm 90 thì nghe tin cụ đã tị nạn chính trị ở Paris rồi. Và lúc đó thì phải nói là con cũng không có am hiểu lắm về cái bối cảnh chính trị xã hội, thật sự là như vậy. Chỉ đặt vấn đề như thể là nhóm nghệ sĩ trước đó vào dịp tháng 2 năm 84 đi sang lưu diễn rồi cũng trốn lại. Thì đây là coi như là cái lần một quan chức cao cấp ở hàm đại tá và phó tổng biên tập báo Nhân Dân, tức là tương đương như thứ trưởng vậy đó, tương đương như thứ trưởng đã tị nạn chính trị. Thì tự nhiên lúc đó cũng thấy là nó cũng có vấn đề gì đó, nhưng mà chưa thấy vấn đề. Rồi sau này khi mà cụ ở Pháp thì bắt đầu có thể đọc được những cái bài viết của cụ được truyền tay về Việt Nam theo nhiều cách thức khác nhau. Có đọc được, có lúc thì đọc được bản photo, lúc thì đọc được một vài bản tin đăng trên tin nhà, thư nhà của cha Chân Tín với cha Ngọc Lan làm. Rồi sau đó thì đi vào những cái website ở hải ngoại đó, cũng đọc được một số bài và bắt đầu thấy cái tinh thần của cụ. Và bắt đầu thì có thể nói là cụ Bùi Tín bắt đầu thấy Cộng sản Việt Nam sai lầm ở cái chỗ là không còn trung thành với lý tưởng Cộng sản. Đó là cái thời điểm đầu, thời điểm năm 90 đó, năm 90. Nhưng sau đó nó càng đọc thì thấy bắt đầu cụ thấy rõ là Cộng sản là sai lầm, chứ không phải Cộng sản Việt Nam sai lầm nữa, Cộng sản là sai lầm luôn. Và lúc đó là cụ bắt đầu bỏ hẳn cái Cộng sản. Có một người quen ở bên Mỹ kể với con, khi con qua Mỹ vào năm 2013 đó, thì họ bảo rằng trước đó thì cụ Bùi Tín có sang Mỹ
và trong một cái cuộc gặp gỡ cộng đồng ở Mỹ đó, thì nhiều người họ cũng tin hoặc không tin cụ, bởi vì có thể cụ là một gián điệp cao cấp, một cái người giả làm dân chủ để lồng vào dân chủ bắt đầu quấy phá. Thì lúc đó có một cái vị luật sư ở Bắc Cali đó mới hỏi một câu coi như để xác định, như là một câu cuối cùng để xác định là có phải hàng gài hay không. Thì cái vị luật sư đó đặt câu hỏi như thế này: ông đánh giá như thế nào về Hồ Chí Minh? Thì cụ Bùi Tiến nói ngay: sai lầm. Sai lầm. Tức là Hồ Chí Minh sai lầm, tức là không có phải là hình tượng của ông. Và như vậy cộng đồng bắt đầu nhìn nhận ông là một người không phải là do cộng sản gài. Và như vậy chúng ta thấy từ năm 90 mà đến năm 2013, như vậy là 23 năm sau thì cộng đồng mới nhìn nhận tương đối. Cái điều đó cho thấy mình, cộng đồng của mình trong coi vậy chứ mà khó tin nhau lắm chứ, rất khó tin nhau. Rồi khi biến cố cụ chết thì con lại đọc lại cái tiểu sử cụ á, thì con lại nhận ra rõ là cụ là con của một thượng thư của triều đình nhà Nguyễn. Và cụ vào năm 45 á, tức là bố của cụ Bùi Tiến năm 45 được ông Hồ mời để làm chủ tịch Quốc hội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Không phải là vì cụ là ông thân sinh của cụ là cộng sản, không phải như vậy. Nhưng vì lúc đó cộng sản đâu có ai biết là ai đâu, dân không ủng hộ, dân không tin, dân không nghe theo, nên phải cần những cái người tài giỏi thật sự của đất nước để gọi là làm thành một cái liên minh liên hiệp để rồi cho dân tin. Tất nhiên ông thân sinh của cụ cũng bị lừa mà không biết được, cứ nghĩ rằng cái thiện chí của người ta như vậy. Và như vậy thế là có thể nói rằng là ở thời điểm năm 90, cụ sinh năm 27 đến năm 90, như vậy là cụ chỉ mới có 69. Không tới 69 đâu. Ở năm, tức là chỉ mới có 60-63 hả? Chỉ sau 63 tuổi thôi. Tức là cụ còn có thể thăng tiến thêm cái chức vụ, nhưng mà cụ bắt đầu chọn lựa thay đổi. Đây nó là một cái, phải nói là một cái hiếm hoi ở nước Việt Nam của mình. Một cái người trí thức mà thoát ra được cái gọi là cái mặc cảm trí thức và mặc cảm quyền lực để chấp nhận trở thành một con số 0, bắt đầu trở thành một người tị nạn, tức là con số 0 chưa? Tức là ban đầu là mình phải xin mọi người trợ giúp. Trong khi nếu cụ về bình thường là cụ được người ta cung phụng. Thì đó là một cái cho mình thấy rằng là có những cái lương tâm trí thức đến một lúc nào đó thì họ không chấp nhận sai lầm nữa, họ phải dứt khoát. Cái vấn đề đặt ra là tại sao bao nhiêu trí thức hiện nay không can đảm để làm cái chọn lựa như vậy? Đó là vấn đề. Còn về cụ Tô Hải thì con gần gũi hơn. Thật ra thì gần hơn, kể một cái chuyện vui đi. Đó là con xức dầu cho cụ 2 lần. Cái lần đầu tiên là người nhà báo là cụ chắc chết rồi, sắp chết rồi, đang thở hắt ra rồi, cha đến xức dầu liền. Con chạy đến xức dầu liền, mà đến là đúng là cụ thở hắt ra rồi, bất động hoàn toàn rồi. Con xức dầu xong mấy cụ tỉnh dậy, cụ hỏi cha Thanh à. Rồi bắt đầu cụ chống tay đỡ vậy. Thì có cứ 5 năm. Cái vừa ngay lúc đó là một số anh em của câu lạc bộ Lêu Đàn đến thăm cụ ngồi dậy hẳn nói chuyện. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai là ở trong bệnh viện Hoàng Mỹ cũng vậy. Cụ cũng hấp hối gia đình xin đến sức giàu, con đến sức giàu. Rồi sau đó cụ lại khỏe đi về. Tức là một cái kinh nghiệm rất là vui với cụ trong cái tương quan tâm linh, Rồi khi nói chuyện với cụ đó thì con thấy có 3 điều, có 3 điều. Cái điều thứ nhất về mặt niềm tin á, thì ngay từ thời xưa cụ học trường Tây á là cụ đã tiếp cận Kinh Thánh rồi.
đã biết Kinh Thánh, đã đọc Kinh Thánh. Và ngay từ thời đó và trong suốt cái thời gian tham gia cách mạng chống Pháp rồi chống Mỹ đi theo Cộng sản, thì cụ vẫn suy niệm lời Chúa theo cách riêng của mình. Tất nhiên không phải theo cách của chúng ta, cách riêng của mình. Cứ những cái gì bí bí là tìm của Kinh Thánh đọc rồi xem có làm sao. Đó là cái chính cụ kể với con. Cái điều thứ hai đó, tại sao cụ theo đạo? Tại vì thật ra nếu cụ coi Kinh Thánh như là một giải pháp tìm kiếm một cái gợi ý thì như vậy là đủ rồi. Nhưng tại sao cụ theo đạo? Cha nhớ là năm tháng 3 năm 2013 là Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 thoái vị và Đức Giáo Hoàng Francisco lên thay thế. Thì một trong những cái mệnh đề mà Đức Giáo Hoàng Francisco đưa ra đó, đó là tôi muốn một giáo hội lem luốc trên đường phố hơn là một giáo hội sạch sẽ, an toàn nhưng mà yếu đuối. Và chính vì cái lời mời gọi đó đó làm cho cụ Tô Hải cảm thấy rằng là rất là gần với cái sự dấn thân của mình, nên cụ đã ngỏ lời xin học giáo lý. Và lúc đó nhà dòng chúng ta đã cử cha Giuse Lê Quang Uy đến để trực tiếp dạy giáo lý cho cụ ngay tại nhà. Và đến tháng 5 thì cử hành bí tích thanh tẩy cho cụ trong một thánh lễ công lý hòa bình. Thì cha Uy rửa tội, cha Matthew Vũ Huy Phục đỡ đầu cho cụ. Điểm thứ ba đó là cụ đã viết cái hồi ký thằng hèn, hồi ký một thằng hèn. Đây là một cái kiểu hồi ký của một người trong cuộc. Thật ra thì viết theo kiểu người trong cuộc như Đêm Giữa Ban Ngày của Vũ Thư Hiên hoặc là Hoa Xuyên Tuyết của cụ Bùi Tín cũng đã mô tả từ phía bên trong rồi. Nhưng mà những hai tác phẩm kia vẫn mô tả theo cái nhìn quan sát, cái nhìn quan sát. Còn cụ Bùi Tín, xin lỗi, cụ Tô Hải đó, nhạc sĩ Tô Hải đó, đã trình bày vấn đề của mình như là một cái kinh nghiệm hoán cải. Một cái kinh nghiệm hoán cải. Đến mức độ những cái tác phẩm lớn của cụ về âm nhạc được trao giải thưởng thì cụ đều bảo nó là nhạc nô. Tức là một cái thứ nhạc nô lệ chứ không phải nhạc của tâm hồn, nhạc giúp cho người ta được hưng phấn, được phát triển. Mặc dù những tác phẩm của cụ đến giờ phút này khi nhiều học giả về âm nhạc phân tích đó, họ vẫn đánh giá rất là cao về mặt nghệ thuật âm nhạc, về mặt cấu trúc, về ngôn ngữ, họ vẫn đánh giá rất là cao. Nhưng mà riêng với cụ, cụ bảo đó là nhạc nô, để cho thấy rằng là một cái sự hoán cải thực sự bên trong cụ nha. Đó là cái kinh nghiệm của con đối với hai cụ. À, cảm ơn cha. Hồi nãy thì cha nói cha dùng từ cụ, ban đầu thì con dùng từ ông, và cụ là chính xác. Thì như quý vị đã biết thì hai cụ Tô Hải và Bùi Tín sinh năm 1927 đã bước qua thượng thọ 91 tuổi rồi. Theo con biết thì hai cụ trong cái cuộc cách mạng tháng 8 mùa thu đó 1945 đó, thì lúc đó là mới có 18 tuổi thôi. Và đây là một cái thuộc là tầng lớp trí thức được sự chịu ảnh hưởng của bởi văn hóa Pháp và tầng lớp trí thức ở ngoài miền Bắc. Và năm 1945 sau cái cuộc cách mạng mùa thu tháng 8 đó, thì đó là một cái tầng lớp sinh viên trẻ hăng hái lên đường theo tiếng gọi để mà giành độc lập cho dân tộc. Nhưng mà hồi nãy thì cha nói là cả cụ Bùi Tín và cả cụ Tô Hải đó là những người đã nhận ra cái sự sai lầm của Đảng Cộng sản. Và như là cụ Tô Hải thì cụ đã viết một tập hồi ký là Nhật ký một thằng hèn để nói rõ hơn về cái sự sai lầm của mình. Mình đã hèn, mình đã sáng tác những cái bài nhạc trong cái thời kỳ và của Đảng Cộng sản, thì tất cả những cái bài nhạc đó thì viết để mà tuyên truyền. Sau này thì cụ gọi là dòng nhạc nô. Và cụ đã như là một cái người mà nói là tôi là thằng hèn, và bây giờ khi mà tôi viết ra những cái điều đó thì tôi là đã hết hèn. Vậy thì cha nghĩ sao những một cái tầng lớp tri thức khác của thời của cụ đây
của những người hào hứng của tuổi trẻ năm 1945 hoặc là sâu hơn nữa, sau này nữa, họ đi theo tiếng gọi, mời gọi của Đảng Cộng sản và họ vẫn còn tiếp tục theo cái con đường đó. Trong khi đó những người giống như là cụ Bùi Tín và cụ Tô Hải là những người tiên phong đã nhận ra cái sự sai lầm của Đảng Cộng sản. Thưa cha, thật ra thì cái thế hệ của cụ bây giờ có thể coi như là gần như là hết rồi đó. Bởi vì sống được trên 90 là không có nhiều lắm, chỉ đếm trên đầu bàn tay thôi. Nên coi như là cái thế hệ của cụ đã hoàn thành sứ mạng. Nhưng cái điều tuyệt vời của các cụ đó, đó là đã giúp cho thế hệ kế tiếp của các cụ như nhà văn Phạm Đình Trọng và nhà văn Vũ Thư Hiên thì cũng xem với cái chào với cái đó trẻ một chút xíu thôi, nhưng mà cũng trên 50 rồi ha. Đó rồi đã cũng thấy ra vấn đề. Các cụ có một cái vai trò lớn ở chỗ là chính mình là cây đa cây đề, kể cả phương diện trí thức, công bộc và quyền lợi đã quyết định. Nên nó như là một cái điều khiến cho nhiều người đã từng thần tượng các cụ đó thấy rằng mình phải suy nghĩ lại. Nhưng tất nhiên nó có một cái điều mà Đức Tổng Giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt đó, Ngài bảo xã hội Việt Nam của mình nó đang bị một cái hội chứng, đó là hội chứng mặc cảm trí thức. Mặc cảm trí thức là làm sao? Tức là theo Đức Tổng Kiệt đó, tức là tôi là tiến sĩ nè, tôi là người có chức vụ cao cấp nè, tôi là người đã từng làm cho con cháu nhiều thế hệ tự hào nè, thì bây giờ tôi không thể nói ngược lại. Mặc dù sai tôi cũng không thể nói ngược lại. Bởi vì tôi tiến sĩ mà lại sai lầm sao? Tôi đã điều hành, thi hành quyền lực như vậy mà lại sai lầm sao? Con cái tôi hãnh diện như vậy, chẳng lẽ nó hãnh diện sai sao? Và chính vì vậy không hoán cải. Và cái đó nó tương đương với cái sự ở lì trong cố chấp kiểu của Juda đó. Juda trong cái bữa tiệc ly đó, khi mà anh ta hỏi Chúa Giêsu rằng có phải con bán Chúa không? Chúa bảo chính là anh. Nhưng mà anh ta vẫn tiếp tục ra đi bán Chúa, không hoán cải. Tức là nó nằm trong một sự cố chấp cố hữu, cố chấp cố hữu. Thì hiện nay thì Đức Tổng Kiệt gọi nhẹ gọi là mặc cảm tri thức. Và mặc cảm tri thức đó nó không chỉ có ngoài xã hội không đâu, mà có cả trong giới tôn giáo chúng ta nữa. Nên chúng ta phải chú ý. Và thật ra cái mặc cảm nó làm cho chúng ta bị tổn thương, chúng ta đau khổ. Nhìn phía bên ngoài thì có vẻ như là chúng ta che giấu được con cái dòng họ, và chúng ta tưởng rằng họ hạnh phúc vì cái sự che giấu của mình. Nhưng thật ra bên trong tâm hồn của họ đang bị cắn rứt nhiều hơn cả chúng ta nữa. Bởi vì dư luận công phá chúng ta, công phá cái sai lầm của chúng ta đến mức độ cố hữu không chịu thay đổi. Nên trong thực tế là cái biến cố ra đi của cụ Tô Hải và cụ Bùi Tín làm cho con thấy nó là một niềm hy vọng lớn cho trí thức Việt Nam. Đã đến lúc các trí thức Việt Nam phải xem lại. Và đặc biệt ở đây chúng ta phải cố gắng liên kết để chúng ta thấy nó có một cái sự liên kết. Cụ Bùi Tín ra đi lúc 1:25 giờ Paris. Vậy như vậy thì là khoảng 7:30 sáng giờ Việt Nam. 7:30 sáng Việt Nam. Còn cụ Tô Hải là 7:40 tối. Cũng 7 giờ, tức là 12 tiếng, cách nhau 2 tiếng ra đi. Và buổi chiều hôm đó thì có hai đám cháy. Một đám cháy xảy ra Khánh Hòa, một đám cháy để ở Thành Hồ. Có nhiều người nói đó là hai cái nén nhang để dâng cho hai cụ. Nói như vậy là hơi quá đáng. Nói vậy hơi quá đáng. Nhưng cái đó để chúng ta thấy đó, nó là một cái điều mà các cụ gặp gỡ nhau được. Không chỉ trong trí thức, không chỉ trong cái hành trình nhận ra sai lầm, mà trong cái cùng cộng hưởng với nhau như thể là cầu phúc cho dân tộc Việt Nam, cho trí thức Việt Nam hãy hoán cải để giúp cho dân Việt Nam, chứ không phải giúp cho một thể chế. Và đến lúc này thì quyền lợi cũng không thể bảo đảm được nếu
ôm chặt cái thể chế đó. Năm 2007 đó thì khi mà cụ Tô Hải xuống đường chống Trung Cộng đó, thì cụ cũng có trả lời trên đài không như là đài RFA về cái tác phẩm mà cụ gọi là tác phẩm cuối đời của mình là Nhật ký một thằng hàng đó. Thì cụ cũng có nói rằng tôi muốn cái tác phẩm này xuất bản vào năm 2010. Cái tác phẩm này thì tôi nghĩ rằng là đó là những gì mà tôi viết để giúp cho cái thế hệ sau hiểu rõ hơn về cái đường lối của Đảng Cộng sản, những cái sự gian dối, lừa dối trong đó. Nhưng mà tôi thấy rằng đến cái thời điểm của tôi đó, tức là năm 2010 đó, thì cụ mới thấy nhận ra là trên mạng nó cũng viết mạnh hơn tôi. Ý là cụ muốn chuyển đạt một cái sứ điệp như vậy giữa cái sự thật bên trong nội mình, nội tình. Nhưng mà cụ nói rằng thì thật ra thì trên mạng người ta còn viết những cái điều mạnh mẽ hơn tôi. Nhưng mà thì tôi là một cái nhân chứng sống của lịch sử, của thời gian, như là một thế hệ chuyển lại cho thế hệ tương lai đừng đi vào những vết xe đó. Thì cha thấy rằng là cái người trẻ đó, những cái điều mà cụ ước nguyện đó, những cái điều mà mong muốn đó, có được cái thế hệ hiện bây giờ tiếp nhận và những cái đóng góp đó, cha thấy là đã sinh hoa kết trái gì chưa? Thưa cha Vũ, thưa anh chị em, thật ra thì cái đóng góp của cụ Tô Hải rất là lớn đối với giới trẻ. Những bạn trẻ nào mà thật sự khát khao đi tìm sự thật đó, thì hầu hết đã có cơ hội tiếp cận với tác phẩm của cụ rồi. Do vậy họ rất là được nâng đỡ bởi vì một cây đa cây đề là một nhân chứng sống trong thời cuộc đã nói ra chứ không phải thế lực thù địch nào cả. Đó là một cái đóng góp rất lớn, rất lớn cho xã hội Việt Nam. Khi mà cụ nhìn nhận rằng đến cái thời điểm này có người, nhiều người trên mạng đã còn viết còn mạnh hơn tôi, rõ ràng hơn tôi nữa, thì cái điều đó cho thấy là cụ là người khiêm tốn về mặt trí thức. Một người giỏi học thức như vậy nhưng mà khiêm tốn về mặt trí thức, không coi mình là đỉnh, không coi mình là đỉnh, và vẫn chấp nhận những cái tư tưởng, những cái trào lưu và những xu hướng, và mình chấp nhận đứng vào một bên để ủng hộ phong trào. Con nhớ là năm 2016 khi bắt đầu nổi lên lớn về vấn đề biểu tình bảo vệ môi trường thì chính cụ sáng tác bài hát bảo vệ môi trường, kêu gọi biểu tình. Tất nhiên sau đó thì cái phong trào biểu tình nó bị đè bẹp bởi nhà cầm quyền, nên cái bài hát đó không có được lưu truyền nhiều. Đó thì để thấy cái lòng của cụ. Cụ không phải là một người xem mình là solid, ngôi sao dẫn đường gì cả, mà chỉ như thể là một cái lóe sáng để cho những người cần phải thấy tức khắc trong bóng tối đó nó có cái gì thì kịp thấy. Và con rất kính trọng cụ ở cái tinh thần đó, sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của mọi người, của mọi người công dân, chứ không phải là mọi người phải nghe theo tôi, không phải như vậy. Cảm ơn cha. Kính thưa quý vị, sự ra đi của hai nhân vật gọi là lịch sử của thế kỷ thứ 20, trong lịch sử của Việt Nam của chúng ta, sự ảnh hưởng của cụ Bùi Tiến cũng như là cụ Tô Hải rất là lớn. Hôm nay thì xác của cụ, thi hài của cụ đang quàng ở đây. Chiều nay thì sẽ diễn ra thánh lễ lúc 2 giờ an táng cho cụ tại dòng chúa Cứu Thế Sài Gòn. Nếu ai là những người thân quen của cụ, chúng ta muốn tham dự thánh lễ này thì chúng ta có thể đến tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn Francisco Assisi Tô Hải. Còn đối với cụ Bùi Tiến, mặc dù cụ là không phải là người Công giáo, nhưng mà những năm cuối đời với những gì cụ đã phản tỉnh, cụ sống theo cái lương tâm của mình, cụ nói lên cái sự thật, cụ ước mong cho một cái dân tộc Việt Nam được phát triển, được dân chủ. Những cái điều thiện hảo đó, những điều tốt lành đó thì cũng cầu xin ơn trên Thượng Đế đứng tối cao ban phúc lành và đón nhận cụ vào cõi vĩnh hằng, cũng như là xin Thiên Chúa ban ơn cho cụ Tô Hải, Francisco Assisi Tô Hải như là người thợ thứ 11 trong vườn nho của Chúa được vào vương quốc của Ngài. Xin cảm ơn cha Tôn Lê Ngọc Thanh, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi hội luận của chúng tôi. Xin thân ái kính chào.